Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với CCA và mình là Lộc. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review đến cho các bạn một số thông tin của dự án game Play to Earn rất là tiềm năng có tên là Hero of Mavia ha. Cùng với đó là cái chương trình Airdrop đầu tiên của nó có tên là Turbo Chain, chương trình Airdrop Season 1 ha các bạn. Để chúng ta có thể nhận được từ đồng token chính của nó là đồng Mavia, cùng với đó là các cái vật phẩm, các cái item ở trong game và cả NFT. Rồi, và vừa qua thì dự án này đã cho ra mắt chính thức cái phiên bản game của nó. Chúng ta có thể download ở trên cả Google Play và App Store. Cùng với đó là cái sự kiện để chúng ta có thể nhận được airdrop như mình đã nói trên. Trước tiên hướng dẫn cho các bạn tham gia sự kiện thì chúng ta cùng xem qua một số thông tin của game. Hiện tại dự án đã gọi vốn được tổng cộng là 8 triệu đô từ nhiều partner rất là lớn như là Husky nè, rồi Binance Lab hay là Animoca Brand. Đây là những cái tên, đều là những VC có tiếng ở trong thị trường. Về lối chơi thì tựa game này nó cũng tương tự với cái tựa game Clash of Clans ha các bạn. Chúng ta sẽ xây thành nè, rồi thủ thành, nâng cấp lính, nâng cấp nhà, làm nhiệm vụ rồi chiến đấu với những người chơi khác ha. Về token thì dự án này có đồng token chính là đồng Mavia, cùng với đó là cái đồng token trong game có tên là Ruby ha. Đồng này thì sẽ sử dụng ở trong game như là làm phần thưởng game nè, rồi nâng cấp NFT, có thể deposit và rút ở trong game thì cũng có thể nó sẽ được quy đổi sang đồng Mavia, đồng token chính đó. Và đồng token chính là đồng Mavia thì sử dụng trong việc là mua bán NFT nè, sử dụng việc trả thưởng staking và rất là nhiều cái tính năng khác ở trong hệ sinh thái. Đây là đồng token quản trị ha các bạn. Về tổng cung thì sẽ là 250 triệu token ha, và các bạn có thể xem được thông tin của cái đồng token này ở trên cả CoinGecko, CoinMarketCap. Hiện tại thì nó đã có đầy đủ ở trên trang website chính của dự án. Rồi, về cái chương trình airdrop thì tại trang website chính nè, các bạn sẽ nhấn vào cái phần là token ha. Ở đây thì chúng ta có thể xem được token cũng như là cái chương trình airdrop Pioneer có tên là Turbo Chain ha. Về chi tiết của chương trình này á, thì dự án sẽ phân bố là 0,5% tổng cung ban đầu ở cái chương trình này ha. Vì đây chỉ là mới cái season 1 thôi, sẽ còn nhiều cái season nữa. Cho bất kỳ ai tải xuống cái trò chơi này từ Android và iOS. Ngoài ra thì những ai sở hữu land nè, hoặc là đã tham gia staking các thứ thì sẽ nhận được thêm cái phần thưởng airdrop ha. Vậy thì đối với chúng ta, những người mới tiếp xúc với game này á, thì chúng ta sẽ săn airdrop bằng cách là tải xuống game và liên kết cái tài khoản tạo game của các bạn với cái tài khoản ở trên web ha. Và hiện tại thì nó đang ở cái season thứ nhất, sẽ có nhiều cái season tiếp theo và có nhiều cái nhiệm vụ để chúng ta có thể hoàn thành và nhận được đồng token của dự án, đồng Ruby, đồng token phụ và những cái vật phẩm, những cái item ở trong dự án. Và chương trình airdrop này sẽ áp dụng bắt đầu từ ngày 31 tháng 1 ha. Thì chúng ta tải game xuống đó, hoặc là những ai nắm giữ land này, nắm giữ NFT hay là tham gia staking các thứ của dự án đó, thì chúng ta sẽ được phân bổ airdrop các bạn. Còn phân bổ airdrop bao nhiêu thì dự án không cho chúng ta biết. Tuy nhiên thì mình nghĩ là khi chúng ta trải nghiệm game đó, chúng ta chơi càng nhiều, đạt được càng nhiều cái thành tích đó, thì các lượng phân bổ token của chúng ta cũng sẽ càng nhiều ha. Và sorry anh em là sẽ có tổng cộng là 2% tổng cung dành cho những ai có land nè, rồi có staking đó, và cộng thêm đó là 0,5% bổ sung dành cho những ai đã download, đã chơi game. Và đến ngày 6 tháng 2 thì dự án sẽ bắt đầu phân bổ lượng token Airdrop cho chúng ta ha. Ngoài ra thì dự án còn dành ra thêm 1% tổng cung cung cấp bổ sung cho các cái hoạt động Airdrop liên quan đến các cái sàn giao dịch khác, và sắp tới dự án sẽ list ha. Và sắp tới đây thì dự án cũng sẽ có một cái lao pool ở trên Bybit với cái pool thưởng là 500.000 Mavia ha các bạn. Và sự kiện này cũng sẽ bắt đầu từ ngày 6 tháng 2, mình cũng sẽ cập nhật cho các bạn trên các channel của CCA. Và là pool Bybit thì tất nhiên là dự án cũng sẽ được list trên Bybit luôn ha, tương tự như là Binance hay là các sàn giao dịch khác. Và ngoài list ở trên Bybit đó thì dự án còn cho chúng ta thấy là có thể sẽ list ở trên Gate nè, rồi list ở trên cả KuCoin ha các bạn. Chúng ta có thể tham khảo ở trên trang Twitter của dự án. Với 250 triệu token thì dự án chỉ có lưu hành ban đầu 12%, tương ứng với 30 triệu token thôi ha. Cùng với dàn partner cực kỳ xịn sò như là Binance Lab, Husky hay là Animoca và list ở trên hàng loạt các sàn giao dịch lớn như thế này á, thì đây là một cái dự án cũng rất là tiềm năng ha các bạn. Và nó đang cho chúng ta tham gia airdrop miễn phí á, thì chúng ta cứ việc chiến thôi ha. Rồi, và ngày 6 tháng 2 thì chúng ta sẽ được TGE đồng token airdrop. Về chi tiết hơn cách nhận được đồng token airdrop và cách TGE như thế nào thì các bạn có thể xem ở trong bài viết này, nó hướng dẫn khá là chi tiết cho chúng ta. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn có thể liên kết được tài khoản ở trong game với cái tài khoản ở trên web này để chúng ta đủ điều kiện nhận airdrop ở phần người dùng chơi game, download game ha. Đầu tiên thì các bạn sẽ tiến hành là download game trước Google Play hoặc App Store. Rồi khi mới vào game thì nó sẽ cho các bạn lựa chọn là chế độ khách hoặc là liên kết với cái tài khoản Google ha. Thì các bạn lựa chọn cái nào cũng được. Nếu mà các bạn lựa chọn chế độ khách đó, thì khi vào game, sau khi hoàn thành các cái bước hướng dẫn ban đầu đó, thì các bạn cũng sẽ có cái bước đó là Link to Social Account. Ở đây các bạn có thể sử dụng Google để liên kết vào.
hoặc là các bạn có thể liên kết thẳng ban đầu khi chúng ta mới vào game ha. Rồi sau khi đã liên kết tài khoản Google thì ở đây các bạn sẽ nhấn vào cái phần là username để tiến hành đặt tên. Ok, sau khi đã hoàn thành các cái bước này thì các bạn muốn vào chơi game cũng được ha. Rồi chúng ta quay lại cái phần website. Tại phần website thì các bạn sẽ vào cái mục đó là Europe Beginner Program. Rồi chúng ta tiến hành connect ví. Các bạn có thể lựa chọn là OKX hay là MetaMask cũng được ha. Ở đây thì nó sẽ khuyên dùng là OKX. Và nhớ chuyển mạng lưới ở trên ví sang ETH ha. Ok, sau khi kết nối xong thì các bạn sẽ thấy được cái phần token nè, rồi phần claim airdrop vào ngày 6 tháng 2 sắp tới ha. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhấn vào phần ví. Ở đây thì nó sẽ có cái phần là My Account, rồi các bạn liên kết thêm cái tài khoản Google mà các bạn đã tạo ở trong game đó. Nhớ là phải trùng tài khoản Google với nhau thôi các bạn. Ok, thì như vậy là chúng ta đã liên kết thành công ha. Nhớ kiểm tra lại là chúng ta đã liên kết đúng chưa hả các bạn. Ở phần game thì chúng ta có thể vào cái phần setting để xem phần account connect nè. Rồi ở trong phần game thì nó sẽ có cái địa chỉ ví riêng ha. Rồi sau khi đã liên kết tài khoản Google thì các bạn nhớ liên kết thêm cái tài khoản Discord ha. Rồi tài khoản Twitter. Hiện tại thì dự án còn đang rất là mới nên là rất là lắc hả các bạn. Có thể là trong cái quá trình chúng ta liên kết đó nó sẽ gặp lỗi rất là nhiều, nên là các bạn chịu khó làm đi làm lại nhiều lần ha. Rồi bước cuối là sẽ liên kết thêm Twitter. Ok, thì như vậy là chúng ta đã liên kết thành công ha. Rồi các bạn sẽ vào lại cái mục Airdrop. Sau khi đã download và liên kết tài khoản game với ở trên web á, thì các bạn sẽ có cái nút là Verify ở cái task đầu tiên này. Rồi các bạn nhấn vào Verify ha. Nếu Verify thành công thì các bạn sẽ nhận được cái dòng chữ là You are eligible, đủ cái điều kiện để nhận Airdrop ha các bạn. Nếu hoàn thành task đầu này thì chúng ta sẽ đủ cái điều kiện nhận trong 0,5% tổng cung token đó ha. Còn lại về land hay là staking đó thì các bạn có thể lên OpenSea để mua. Ở trong cái phần bài hướng dẫn này á, thì nó cũng có hướng dẫn cho chúng ta cách để có thể sở hữu land bằng cách là lên OpenSea mua ha các bạn. Giá hiện tại thì cũng khá là cao đó, bởi vì dự án công bố ra các cái chương trình Airdrop cũng như là listing token các thứ rồi, nên là giá nó cũng sẽ đẩy rất là cao ở những cái land này. Ở phần này thì anh em cân nhắc ha. Rồi còn lại thì chúng ta sẽ tham gia chơi game. Hiện tại thì dự án vẫn chưa cho chúng ta biết là phân bổ được bao nhiêu token dựa theo cái tiêu chí như thế nào ha. Có thể là sẽ dựa theo cái tiêu chí chơi game, vì ở trong phần này mình thấy nó cũng có cái bảng xếp hạng nè về top gui ha. Ở con game này thì mình cũng chưa có test nhiều hết các bạn, và có thể là mình sẽ liên hệ với support ở trên Discord của dự án để hỏi xem là cái phần thưởng nó sẽ được phân bổ như thế nào và nhận được đồng token như thế nào ha. Các thông tin sắp tới về dự án này thì mình sẽ cập nhật trên các channel của CCA. Ok, và như trên là các bước ban đầu để chúng ta có thể đủ điều kiện để nhận được Airdrop của dự án Hero of Mafia, một cái tựa game play to earn với nhiều partner rất là lớn và cái vốn đầu tư ban đầu là 8 triệu đô ha. Tất cả đường link liên quan mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn, và nếu có thắc mắc gì thêm thì anh em có thể để lại comment phía dưới video. Và video của mình cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.